xin chào các bạn, đây là cái channel mới của mình của Đạt Nguyễn hôm nay Các bạn nào mà có vô ủng hộ thì nhớ nhớ đăng ký giúp mình nha các bạn Để cho kênh nó phát triển nó được 1.000 subscriber á Thì mình có thể mình livestream trên cái điện thoại được Thì mình làm Youtube thì mình không có computer livestream thì lên computer được Nhưng mà nó không có cơ động các bạn Ví dụ mình đi dùng điện thoại mình đi livestream chỗ nào chỗ kia nó dễ hơn Thì các bạn nhớ đăng ký giúp mình ủng hộ các bạn cho mình một like nha Dạ mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Nguyễn hôm nay à, Lời đầu tiên Đạt Nguyễn xin chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào cũng khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống à, Theo các bạn đã biết rồi thì cái ông tổng thống thứ 45 à, Khi mà cái con dịch của Trung Quốc các bạn thì ổng dùng những cái từ ngữ như là à, China virus, rồi à, công flu, rồi Vũ Hán virus, à, vân vân Thì ổng dùng đó để ổng nói là chỉ trích về Trung Quốc thì sau khi lúc ông làm tổng thống á thì cũng không có đứa chuyện gì lớn lao xảy ra. Và đến khi ông tổng thống thứ 46 này lên và ông cấm là những người dùng cái chữ mà China virus, con flu những cái từ ngữ mà ông tổng thống 45 trong đã dùng thì không được dùng. Thì hầu giống như dạng nó kích động lên các bạn, kích động những cái người khác người Mỹ, họ ghét người châu Á nói chung và người Trung Quốc là đặc biệt là nói riêng thì các bạn thấy là bây giờ người nhất là người già ở vùng san francisco vùng california những cái dùng mà lớn á có những người da đậm nhiều á thì họ tấn công những người lớn tuổi người lai rai đâu đó cũng có người trẻ tuổi các bạn thì họ nhắm vô người lớn tuổi thì mình không có biết là họ cố tình họ nhắm vô người lớn tuổi hay không thầy theo mình biết á thì cái người lớn tuổi với người trẻ tuổi á, những cái người đó họ không có nhận ra các bạn họ không có biết là mình bao nhiêu tuổi đâu, họ nhìn không có đoán được là già hay trẻ đâu. Thì tại vì những cái người đó họ đi vòng 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 thì nó thấy được là tấn công thôi. Thì nó làm bây giờ à, cộng đồng người Việt Nam mình cũng à, biểu tình à, chống lại là à, dùng cái từ mà chống lại người Á châu, ghét người Á châu vậy đó. Thì à, hôm nay tại California có một cái xe có biển số là à, Asian flu nó viết tắt thôi rồi mình là, là cái chữ này là nó hiện tại là cái chữ này nó đang đình đám Và cái bản số này là nhìn vô là mình nghĩ nó là như vậy nhưng mà nó phải là như vậy hay không Thì đây các bạn Ok cho nó rõ rồi. đó Thì à, đây là nó là ghi vậy nha Hiện tại cái bản số này là ở California nè Cái sticker là tháng 3 nè năm 2021 các bạn À, mình sẽ chụp hình và mình zoom lớn cho các bạn coi Nó là hiện tại nó là current Chứ nó không có phải là, à, là đâu, đâu 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 Đây nó bự lên xíu Thì các bạn nhìn vô cái sổ đỏ đó Là năm 2021 là mới nè Này là tháng 3 nè Ở California ha Thì cái chữ này nó viết tắt là ASN Là Asian F L U là flu à, cái chữ đó thì nó dễ rồi à, thật sự cái nghĩa này nó phải là như vậy không <laughs> khi mà à, đang phẫn nộ trên cộng đồng mạng của California đặc biệt là người châu Á ê nói, ê, ê sao chữ cái chữ này, cái này tôi bay DMV là cái chỗ làm mà bản số các bạn tại sao cho họ đăng ký cái chữ này thì cái chữ này hiện tại là chữ đang nhạy cảm ở nước Mỹ đặc biệt là những cái vùng như Cali thì người ta mới điều tra các bạn. Điều tra coi thử coi cái bản số này là lý do gì nó có được đăng ký. Thì người ta điều tra ra là cái bản số này nó nó đã đăng ký năm 2006 rồi bạn. Ý nghĩa ý nghĩa của nó đó riêng, không có liên quan gì cái đến cái chủ mà Asian Flu là con cúm châu Á hết á. Thôi dịch là vậy đó, không cúm châu Á. Nó không có ý nghĩa gì với cái đó hết tại vì nó là năm 2006 rồi, nó quá cũ rồi thì cái người chạy xe này không có bị cái gì hết. Không có mang tính chất là kỳ thị hay là ghét người châu Á tại vì nó đã nằm năm 2006. Thì cái chữ nghĩa của nó đó cái này nó không có giải thích là là ASN là cái gì, flu là cái gì các bạn. Thì mình đọc cái mình thấy là ở đấu safety gì network program gì ở đại khái là cái chữ cái chữ nó không có liên hệ gì đến người châu Á đó ha chữ A là adult là tiếng Anh là người lớn rồi chữ S là safety safety là an toàn rồi chữ N là network program rồi chữ 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 F sau chữ L chữ U nói chung là nó không có liên quan thì nó làm ra nhạy cảm các bạn bây giờ chạy cái này nó đi nhạy cảm đi và họ đưa lên một lượt là nhiều cái bản số mình cho các bạn cùng theo dõi thí dụ các bạn thấy cái bản số này thì các bạn nghĩ do cái gì đây <laughs> Cái, cái cái chữ này các bạn cái chữ này nó 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 nhạy cảm không thì mình vô mình thấy cái chữ là đang chửi ông ông chồng đúng không các bạn f u k t -a m p ở california thì họ giải thích như thế này nha apply Can explanation là cái người đăng ký cái bản này họ giải thích nè cái chữ f là funky trumpet uh, in the funk music uh, cái chữ music các bạn thì cái dmv comment đó là cái nghĩa này là chửi con Trâm cho nên họ 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 cho là cái này chữ là chửi con chửi của ông Trâm thì nó người giải thích là người ta vậy còn cái chữ này à, chữ này giống hot rồi xét gì đó các bạn ha nhìn nó giống vậy nhưng mà ta giải thích là my cell be in middle age của mình đó thì à, đó là những cái câu từ nhưng mà được à, dmv họ cho phép các bạn thì nói là cái này là tôn trọng cái tu chính án thứ nhất của người dân cho nên khi mà không có không có nhầm ý định tấn công hoặc là ghét một người nào đó thì mình giải thích cái chữ đó thì họ có thể là họ cho mình đăng ký thì cái này là do chánh án họ nói là cái này bây giờ là những cái từ đó không có gây ảnh hưởng gì hết á cho nên được quyền đăng ký thì đây là một vài cái mình muốn chia sẻ đến tất cả bạn để biết thêm cái tình hình của người châu á những cái chữ giống như cái chữ isis các bạn mình nhớ một cái công ty mà à, công công ty à, dược gì đó cái, đó cái chữ đó cái chữ đó hồi trước là nó nó nhạy cảm nó isis là bạn nghe cái chữ isis là bạn biết cái chữ I rồi chữ s chữ I chữ s là bạn nghe cái chữ trụi khủng bố được không à cho nên à, nó, nó nó khi mà mình à, lúc cái thời hiện tại mình dùng cái chữ đó nó không có bị ảnh hưởng nhưng mà tới thời mà nó bị ảnh hưởng là cái chữ đó nó ra là nhạy cảm đó, thì ở Mỹ này nó là như vậy các bạn. đó là những gì mình muốn chia sẻ đến cả bạn nha. Ok, xin tạm biệt. cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.